Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả cả quý tiền hữu trí thức, lẽ ra theo chương trình pháp thoại hàng kỳ chủ nhật, chiều hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu về bài kinh thứ 116 kinh Trung Bộ. Nhưng ngày mai, 1 Tây tháng 12 2008, ngày toàn thế giới thực hiện cam kết phòng chống SIDA để giúp cho các bệnh nhân của căn bệnh diệt chủng thế kỷ 20 này đó có thêm được những niềm vui với tất cả những sự hỗ trợ có ý nghĩa của những người thân và những người làm công tác xã hội. Chúng tôi đã dành cái buổi hôm nay cho đề tài hãy cứu chính mình. Các bản thông cáo về nạn diệt sự sống của con người qua chứng bệnh và lây nhiễm SIDA và HIV đó cho biết rằng cứ mỗi một phút trôi qua trên hành tinh này, một người chết về SIDA. Đó là một số liệu khá báo động, và nó là một tiếng chuông để cho tất cả chúng ta sống một cách có ý thức hơn, trách nhiệm hơn, cẩn trọng hơn về mối quan hệ giữa ta và người, nhất là mối quan hệ vợ chồng, tình yêu và quan hệ giới tính nói chung. Đức Phật không dạy chúng ta với những yêu cầu, với những tính lý, với những bắt buộc rằng mình hãy cúng kính cho Ngài để được ban ơn phước, giảm thiểu các tai họa, mà Ngài dạy chúng ta là hãy phụng sự con người và cuộc đời vì lợi ích, vì an vui, vì phúc lệ của con người nói chung. Làm được như thế là được hiểu đồng nghĩa cúng dường các đức Phật một cách rất là thiết thực. Sau 5 năm thực hiện cam kết, Giáo hội Phật giáo Việt Nam hay là Phật giáo nói chung ở trong nước đó chỉ mới thành lập được khoảng chừng 10 phòng tư vấn cho bệnh nhân. Ta vẫn chưa có một trung tâm theo đúng nghĩa của nó như Phật giáo Thái Lan đã làm trong vòng gần 20 năm qua. Phật giáo Campuchia cũng đã có những nỗ lực đi trước chúng ta về lĩnh vực này. Tuy nhiên cơ chế quản lý tôn giáo trong nước nó cũng có những phần khó khăn với những cái tiêu chí về diện tích để được chấp nhận là một trung tâm chăm sóc cho các bệnh nhân thuộc dạng HIV và AIDS. Nhưng đừng vì những cái nghịch cảnh như thế mà ta lại không có nỗ lực một cách chu đáo và lan rộng hơn để cho các nạn nhân và các bệnh nhân có thể đến hưởng được những dịch vụ y tế và các dịch vụ về tình thương mà người Phật tử với đạo lý của lòng từ bi có thể chu cấp và dâng hiến cho họ. Là các bệnh nhân S và HIV, ta đừng nên chờ xã hội và cuộc đời cứu mình, mà hãy tự nỗ lực cứu lấy chính mình trước. Vì nỗ lực giúp đỡ của xã hội lúc nào cũng có giới hạn do điều kiện kinh tế và những điều kiện khách quan nói chung. Có những tình huống sự giúp đỡ của xã hội đó khó có thể được thực hiện vì trong mối quan hệ giới tính giữa ta và người mà ta thương hay là với người mà ta hưởng thụ đó, ta không nắm chắc rõ được rằng là người đó đang trong tình trạng an toàn hay là đang bị nhiễm bởi cơn bệnh hiểm nguy này. Vì đó, ý thức tự bảo hộ lấy bản thân mình phải là một sự đề khởi, như là các hành giả thực tập công án hay là tham khảo đầu của Phật giáo Thiền vậy. Thì may ra ta mới có thể vượt ra khỏi những lối sống
mà sự dễ vui của mình đó có thể trở thành là một hậu quả rất nghiêm trọng. Những nỗ lực chân chính để tự cứu giúp chính mình bao gồm trước nhất là nhu cầu truyền thông. Rất nhiều người vướng chứng bệnh này bị mặc cảm, dẫn đến một thái độ là giấu, không muốn cho người thân của mình biết rằng mình đang sống chung với HIV và AIDS. Chính cái mặc cảm tâm lý đó nó làm cho bệnh nhân nó trở nên lạnh cảm, rồi khước từ những dịch vụ y tế, những chăm sóc cần thiết để giúp cho kháng thể người đó có thể kháng cự được cơn bệnh và kéo dài được mạng sống ở mức độ tương đối rất là ngắn ngủi ở cuối cuộc đời này. Điều gì đã làm cho rất nhiều bệnh nhân ngại ngùng không dám cho người thân mình biết rằng mình đang bị vương bệnh? Cho lẽ một trong những lý do là không mấy những người thân, bao gồm cha mẹ, thậm chí là vợ chồng hay là con em, anh chị em của mình, có thể nhìn sự kiện đó như là một cái sự kiện bệnh lý bình thường, để sẵn sàng rũ bỏ mọi phân biệt đối xử, những nỗi sợ hãi trong mối quan hệ vân vân, để giúp cho chúng ta vượt qua được cái mặc cảm và những cái khó khăn của tâm lý. Cho nên thà cắn răng chịu đựng, có được bao nhiêu tiền thì tự đi chữa trị lấy, chứ không muốn nhờ đến một người nào. Tình trạng đó sẽ làm cho cái chết diễn ra sớm hơn. Là những người thân, ta cũng nên theo dõi những diễn tiến về tâm lý, thái độ ứng xử, biểu hiện sức khỏe nói chung. Và nếu ta phát hiện hay là có cái hoài nghi rằng người thân của mình đang vướng vào chứng bệnh này, thì ta nên trở thành là người thân thương hơn nữa. Mấu chốt hỗ trợ về tâm lý là một nhu cầu không thể thiếu. Có rất nhiều người cha, người mẹ thiếu tư vấn, nghe tin rằng là con mình bị dương vào chứng bệnh này đó, như là trời đã sập đổ trên đôi vai. Thay vì vào cuộc để giúp cho đứa con nạn nhân của mình, thì rất nhiều người cha, người mẹ đã khước từ, vì nghĩ rằng là đứa con đó đã làm cho gia tộc này bị ô uế, hay là mất đi danh phẩm với làng xóm, cho nên đã làm cho cái ức chế tâm lý và nỗi đau nội tại bên trong đó, khiến cho rất nhiều nạn nhân đang trong khổ đau lại càng bị khổ đau nhiều hơn nữa. Do vậy ta phải nói về cái chứng bệnh mà mình đang bị vương phải. Hỗ trợ tâm lý trong tình huống này thì người thân không nên đặt ra những câu hỏi tại sao người bệnh đó đã vướng vào chứng bệnh này. Những câu hỏi tại sao sẽ không giải quyết được vấn đề gì. Nó giống như ẩn dụ ở trong kinh Trung Bộ đó. Một người bị mũi tên từ xa bắn, thì điều tốt nhất và quan trọng trong tình huống này là tìm lấy dịch vụ y tế để tạo sự sống còn, hơn là truy nguyên động cơ, nguyên nhân, đối tượng, tình huống mà sự hãm hại hay là mưu sát này được diễn ra. Vì làm như thế ta sẽ chết trước khi có được lời giải đáp thỏa đáng. Những kiến thức thông thường về chứng bệnh này với những phương tiện lây lan đó, ai cũng đã hiểu rồi. Qua đường tình dục, qua đường máu và qua đường truyền nhau của người mẹ đối với đứa con ở trong bào thai. Cho nên tìm hiểu về lối sống không phải là điều hay ho trong tình huống này, mà hãy thay thế vào đó là tất cả những sự chăm sóc và tình cảm cần thiết nhất để giúp cho người thân của chúng ta bớt đi cái mặc cảm và nỗi đau tâm lý. Thì giờ như vậy đó, thì người thân của chúng ta sẽ dễ dàng trình bày và chia sẻ nỗi đau của mình như là một nhu cầu về truyền thông.
cứu người dư vào chứng bệnh này như là cứu lửa cháy đầu, vì sự trì hoãn sẽ đồng nghĩa là làm cho cái chết diễn ra sớm hơn. Yếu tố tâm lý đóng một vai trò khá quan trọng trong việc kéo dài mạng sống và tuổi thọ. Do đó sức ép tâm lý càng được giải phóng nhiều chừng nào, nhanh chừng nào, ta càng giúp cho tuổi thọ được tăng trưởng ở một mức độ tương đối nhiều chừng đó. Do vậy ta phải nói, và nói để tìm những sự cảm thông. Giả sử trong lúc trình bày người ta có phản ứng quá mạnh mẽ trong việc công kích và không có đón nhận để giúp cho mình vượt qua, thì cũng đừng vì thế mà mặc cảm rằng là tôi không còn bất cứ một chỗ dựa nào tinh thần ở trên cuộc đời này. Để không tự gây áp lực cho bản thân mình, nhu cầu thứ hai là nhu cầu giao tế xã hội. Mặc cảm tâm lý dẫn đến sự ức chế, dần dà làm cho con người bị dương vào những chứng bệnh này, không muốn có nhu cầu giao tiếp với ai, vì nghĩ rằng là càng giao tiếp á, ta càng bị để lộ tông tích chứng bệnh của mình. Vì như vậy cái mặc cảm và nỗi đau nó sẽ càng tăng trưởng nhiều hơn. Lần đầu tiên tham gia vào chương trình tư vấn cho các bệnh nhân HIV/AIDS vào năm 2002 tại Hà Nội, chúng tôi đã tiếp xúc với những nhân chứng hay là những nạn nhân trực tiếp của cơ bệnh này. Họ vẫn là những người rất là điển trai và đẹp gái, có nhiều em học sinh thơ dại mang cái chứng bệnh này do người cha hoặc là người mẹ truyền lại. Dĩ nhiên là họ sẽ không có một cái mặc cảm gì để sợ, vì họ sống rất đàng hoàng. Và cái cơn bệnh đó đã được truyền qua, thứ nhất là cái đường sanh của người mẹ, thứ hai đó là sử dụng những ống kim tiêm chích, vân vân, mà nó không phải là một biểu hiện của sự ăn chơi. Cho nên sự chia sẻ mạnh dạn đó sẽ làm cho họ đó vơi đi những mặc cảm và nỗi đau. Và tất cả những người làm công tác từ thiện về lĩnh vực này đó cảm thấy rằng là có nhu cầu giúp cho họ nhiều hơn nữa. Do đó rất nhiều hoạt động xã hội có ý nghĩa dành cho các loại bệnh nhân đặc biệt này. Nhưng đối với những người mà một sự vụng dại hay là một sự buông thả đó dẫn đến cơn bệnh chết người đó, thì không phải dễ dàng để bộc bạch được đâu. Cho nên sinh hoạt xã hội là một nhu cầu để chúng ta quên đi. Nghệ thuật thay thế là một yêu cầu không thể thiếu. Nếu ta tự giam nhốt mình ở trong một căn phòng, giới hạn căn phòng đó trong một ngôi nhà, cắt đứt hết tất cả mọi quan hệ, thì từ đó thế giới mình trở nên tối tăm nhiều hơn. Cho nên cứ mạnh dạn tham gia các xã hội có ý nghĩa. Dĩ nhiên ta phải biết chọn lọc, vì sức khỏe không cho phép mình có mặt trong một thời gian dài với một cái người mà sức khỏe bình thường được. Cho nên sự chọn lọc một cách có ý nghĩa sẽ giúp cho tiến trình của sự thay thế môi trường và hoàn cảnh làm cho tâm của mình trở nên thư thái và bình an nhiều hơn. Các câu lạc bộ tình thương dành cho những người HIV/AIDS đã được thiết lập khắp nơi ở trên đất nước Việt Nam trong mấy năm trở lại đây, là cũng nhắm vào trong cái mục đích này. Nếu ta theo dõi đài VTV trong khoảng 10 ngày trở lại đây đó, thì hầu như các câu lạc bộ được quay phim và đưa trên màn ảnh nhỏ của VTV chưa đến 30 vị. Điều đó cho thấy là người ta còn quá dè dặt để không cho người khác biết về cái chứng bệnh được đông là tính điếm bằng thời gian ở giai đoạn cuối này. Và khi cái ống quay đó hướng về từng nhân vật ở góc độ cận cảnh đó, thì hầu như cái
cái gương mặt của những người tham gia nó vẫn chưa có một cái nét tươi vui thật sự, vì ít nhiều cái mặc cảm tâm lý vẫn còn. Do đó ta phải sống một cách trọn vẹn trong các sinh hoạt vừa nêu, vì chúng tôi tin chắc như xã hội đã từng là sẽ có rất nhiều người đồng cảm với cái nỗi đau của những người bệnh nhân này, cho nên sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được những cơn khốn khó cần thiết. Sinh hoạt thì có nhiều loại, do vậy ta không nên phí thời gian cho những sinh hoạt không có ý nghĩa. Sinh hoạt có ý nghĩa đối với quan điểm của Phật giáo dành cho các bệnh nhân này, trước nhất đó là những nỗ lực về đời sống tâm linh. Thời gian không cho phép chúng ta có thể sống được nhiều hơn. Nếu là những người trong thế giới ăn chơi đó, thì các khóa lễ sám hối về lưu hoàng sám, từ bi tự sám, sám hối sáu căn rất cần thiết để chúng ta thọ trì. Việc thực tập và thọ trì các nghi thức sám hối đó sẽ làm cho mình thấm thía hơn về sự buông lỏng các giác quan. Sống ở trong ảo giác hạnh phúc mà cứ tưởng chừng rằng ta đang có mặt ở trong hạnh phúc đích thực sẽ làm cho mình gọi là hồi đầu một cách trọn vẹn từ trong nhận thức với sự thấm thía sâu sắc nhất. Là dĩ nhiên ta cũng không nên để cho mình phải mất 5-3 tiếng trong một ngày dành cho các thời khóa vừa điêu. Chỉ cần 30 phút là ta có thể cảm nhận được cái chất liệu tâm linh đang có mặt, để từ đó ta có thể sống được bình an hơn. Hoạt động thứ hai là ta nên đề nghị trong gia đình của mình có những cái hỗ trợ về nghề nghiệp tiểu thủ công, để giúp cho mình có thể đốt thời gian bằng cách là dấn thân làm bằng bàn tay và khó óc của mình. Ví dụ như nếu chị em nữ thì có thể chọn cái nghề mai vá thiêu thùa, hay là làm những cái sản phẩm mỹ nghệ, những cái sản phẩm quà văn hóa vân vân, để có thể trưng bán trên các thị trường. Và do vậy cảm nhận được giai đoạn cuối cuộc đời có những nỗ lực chân chính với nghề nghiệp ổn định ở mức độ tương đối và tạo được đồng lương, thì cái mặc cảm sẽ giảm đi rất nhiều. Là những người có được sự hướng dẫn và tư vấn thì các bệnh nhân HIV và AIDS sẽ thấy rất rõ là trong những động tác thực hiện các sản phẩm tiểu thủ công, mây tre lá hay là sản phẩm văn hóa nói chung đó, thì ta có thể đính kèm theo sự theo dõi hơi thở, hoặc là thể hiện danh hiệu Đức Phật đồng hành với từng động tác của tay và chân trong lúc chúng ta làm. Như vậy là thân, khẩu và ý đã được trải nghiệm hoàn toàn đời sống tâm linh. Do đó ý thức sẽ không còn có cơ hội để cho nỗi khổ niềm đau về cơn bệnh khống chế chúng ta. Tại Thái Lan thì các nhà sư đã mạnh dạn đi trước các nước Phật giáo một bước. Mặc dầu là nước Phật giáo Đông Tông, nhưng họ đã cho các bệnh nhân HIV và AIDS các phương tiện để vui chơi bằng văn nghệ. Văn nghệ đó có chất liệu của Đạo Phật với nội dung Phật Pháp, để cho họ có thể ca múa sướng hát sinh hoạt bình thường. Tại bởi vì niềm vui đối với những người này là không nhiều, mà nó khổ thì gần như là khống chế hết cả cuộc đời. Hơn nữa tại Việt Nam, Phật giáo Đại Thừa đã từ lâu có truyền thống, trước khi Đức Phật giảng kinh thuyết pháp, các thiên nữ đã phát tâm trỗi nhạc cúng dường, hoặc là nhiều người chuyên về lĩnh vực này thể hiện các điệu nhạc du dương trầm bổng để giúp cho người nghe có thể cảm thấy được hạnh phúc lăn lăn khỏi tâm trước khi tiếp nhận giáo pháp diệu mầu. Thì không có lý do gì mà chúng ta sợ rằng là giúp cho các bệnh nhân đó về phương diện giải trí như vừa nêu là đi ngược lại với tinh thần và lời dạy của Đức Phật.
ở nhà nếu bệnh nhân được những người thân hỗ trợ bằng những sinh hoạt như thế, thì tôi tin chắc rằng là cái khoảng cuối cuộc đời đó sẽ là một cái khoảng đời rất là đẹp. Mặc dầu cơn bệnh nó rút ngắn mạng sống từng giây và từng phút. Cho nên các hoạt động thay thế như thế có một giá trị chuyển hóa tâm lý, giúp cho ta được bình an ở mức độ tương đối. Sức khỏe của các bệnh nhân HIV và AIDS giảm sút vì hệ thống miễn nhiễm và kháng thể ngày càng yếu. Do vậy, trong lúc sám hối đó, không nhất thiết ta phải đứng lên rồi ngủ thể đầu địa, đầu hai gối và hai cùi chỏ nó phải giao tiếp với mặt đất, mà ta có thể là quỳ gối mà lại thôi. Còn nếu như người nào sức đã cạn cùng, thể trạng đã kiệt quệ đó, thì ta có thể nằm yên ở trên giường hướng về Đức Phật bằng nghệ thuật quán tưởng. Cứ mỗi một động tác co ra con vào nho nhỏ nhẹ nhẹ như thế này, ta đang liên tưởng rằng mình đang dâng cúng lên Đức Phật các lẵng hoa tươi, các trái cây đẹp và ngon, và co chân duỗi chân, ta liên tưởng đến động tác là lễ bái kinh hành tụng niệm bái sám. Sự quán tưởng đó mặc dầu là một sự thay thế, nhưng giá trị tâm linh và nếu nói về phước báo vẫn có thể đạt được một cách tương tự 80 với hành động thiết thực mà những người khác vì có được sức khỏe và điều kiện có thể làm được. Sám hối bao giờ cũng được thể hiện ở tâm, cho nên các hành động tay chân và những biểu hiện trên cơ thể đó chỉ là một phần phụ. Truyền thống của đạo Phật Trung Hoa đặt nặng về chữ lễ, do đó khi lễ bái rất chú trọng đến hình thức cũng như là những động tác được thể hiện. Còn các nước Phật giáo khác, đặc biệt như Tây Tạng đó, thì thẩm mỹ trong lễ bái không được xem là mối quan tâm hàng đầu, mà tâm, nói tâm với Phật mới được xem là trọng tâm. Do đó các bệnh nhân HIV và AIDS nên thực tập theo truyền thống quán tưởng đã vốn có rất lâu xa trong đạo Phật nói chung, để cho tâm mình được giao tiếp với tâm Phật. Nhờ vậy niềm an vui luôn luôn có mặt với chúng ta ở những giờ phút cuối cuộc đời. Một điều khá quan trọng là những bệnh nhân thuộc hạng này nên quan niệm rằng bản chất của đời sống không nên được xem là tỷ lệ thuận với số năm tháng mà chúng ta có mặt, mà phải xem tỷ lệ thuận với cách và phương pháp ta làm chủ được dòng cảm xúc và tâm của mình như thế nào trong giờ phút hiện tại đang diễn ra. Do đó, nếu có phải yểu thọ do bệnh này gây ra, cũng không vì thế mà buồn thêm nữa, vì nỗi buồn niềm đau đã có quá nhiều với các nạn nhân rồi, không nên để cho nỗi buồn đó tăng. Thời gian 10 năm có thể được xem là quá dài với người vương chứng bệnh AIDS và HIV. Là phần lớn đó, thì họ mắc ở năm thứ 2, thứ 3, thứ 4. Kéo dài tuổi thọ hay rút ngắn nó đó lại thuộc khá nhiều vào tâm lý. Cho nên ta phải hiểu và thấy rằng là những năm tháng cuối cuộc đời đó, nếu mình hướng tâm về đạo, sống với những sinh hoạt xã hội chân chính đó, thì ý nghĩa đó sẽ tạo ra cái mặt bằng để giúp cho cặn tử nghiệp của chúng ta trong giai đoạn cuối đó hướng về điều hay. Và do vậy cái chết do vô thường rút ngắn mạng sống sẽ không là một nỗi đau kéo theo. Thế là Phật thì cặn tử nghiệp đó một vai trò quan trọng trong việc định hướng sự tái sinh của con người. Do vậy đừng để cho nỗi sợ hãi, trạng thái bất an có mặt với tâm thức của chúng ta. Muốn làm như thế đó, thì đừng để cho nỗi mặc cảm trở thành khống chế. Do đó phải thấy là những năm tháng cuối
với niềm vui nội tại thì ta trở thành là một người sống có ý nghĩa. Đây là một yếu tố vô cùng quan trọng mà các bệnh nhân hạng này nên quan tâm. Còn bên ngoài thể hiện niềm vui nụ cười, và bên trong á thì buồn thiêu thiểu, gần như là mình không còn có nhựa sống gì hết á. Cái giá trị của những hành động và những nỗ lực bên ngoài sẽ không đủ sức để giúp chúng ta có thể kéo dài mạng sống mình thêm là vài ba ngày, vài ba giờ, vân vân. Hãy tự cứu lấy chính mình còn có ý nghĩa là đừng bao giờ có tâm niệm là trả thù đối với giới tính của cái người đã tạo ra cơn bệnh thông qua mối quan hệ không an toàn trong đời sống tính dục. Có rất nhiều người nam khi bị dư vào chứng bệnh này đó cảm thấy hận đời và hận tất cả những người phụ nữ, do đó đã buông thả cuộc đời còn lại của mình. Thay vì ta giới hạn khoanh dùng cái cơn bệnh đó, hướng về đời sống nội tâm đạo đức để cho nỗi khổ được vượt qua, thì nhiều người đã phải trả đũa đối với những người hoàn toàn vô tội. Cái hận thù đó hết sức là vô lý và cũng hết sức là sai lầm. Chăm sóc đời sống tâm linh sẽ giúp cho chúng ta sống bình an, hạnh phúc vào cuối cuộc đời. Còn trả thù trả đũa sai lầm như thế là gieo thêm nhiều nghiệp. Một mình ta chết chưa đủ, còn kéo theo cái chết của nhiều người vô tội khác là điều bất công. Và hạnh nghiệp sân hận trả đũa sai cách sẽ làm cho đời sau và nhiều kiếp về sau nữa trở nên rất lận đận ở trong buồn sầu bi khổ ưu và não. Cho nên đừng nên có tâm niệm trả thù. Những người nữ cũng như thế, hãy chấp nhận rằng là cái cơn bệnh đó đang có mặt với chúng ta để mình sống hòa bình với nó. Tất cả những người mang cơn bệnh này đến với mình một cách trực tiếp hay là gián tiếp nó không còn là quan trọng nữa, mà quan trọng là ta hãy có tâm niệm tha thứ và bỏ qua nếu ta trở thành nạn nhân, và mong làm sao cho những người đó sớm được hồi đầu, sống một đời sống có ý nghĩa cho chính bản thân họ và tha nhân. Thì cái phước đức của sự hỷ xả tha thứ bao dung này đó sẽ làm cho đời sống tâm thức của chúng ta được bình an. Còn mọi bấn loạn dẫn đến sự sân hận đó, sẽ làm cho cái chết được diễn ra một cách nhanh chóng hơn. Đó là một vài cái ý tưởng mà các bệnh nhân HIV/AIDS có thể nương theo để thực tập. Dĩ nhiên không phải dễ dàng để thực hiện được đâu, vì khi bệnh á, tâm lý chúng ta bị ám ảnh và ức chế bởi điều đó. Ai đã từng bị bệnh thì hầu như là ngoài cái đau ra ta không còn nhớ đến chuyện gì khác hết á. Đúng rồi, cái đau này là cái đau dẫn đến sự mặc cảm, cái đau bị phân biệt đối xử bởi xã hội, cái đau làm cho nhiều người xa lánh cô lập ta, và thậm chí là người thân thương nhất của mình chưa chắc đã sẵn lòng dành những tình cảm tình thương trọn vẹn cho mình. Rồi bên cạnh đó còn có những cái đau kéo theo, người tình thấy mình bị bệnh không còn muốn tiếp tục kéo dài cái mối quan hệ tình người nữa nên cắt đứt hoàn toàn. Trong khi đó vẫn còn có những con người biết rằng là người mình thương đang vướng vào chứng bệnh này nhưng mà họ vẫn tình nguyện thương, với điều kiện là thể hiện một cách an toàn trong tính dục. Luật pháp ở các quốc gia phần lớn không nghiêm cấm hôn nhân trong giai đoạn cuối này, nhưng ta cũng phải ý thức rất rõ là ta sẽ không có cơ hội để nhìn thấy những đứa con như là hoa trái của tình yêu kể từ khi ta bị dư vào chứng bệnh đó. Cho nên nếu hạn chế được cái việc kết hôn thì ta sẽ kéo dài thêm tuổi thọ, vẫn giữ tình yêu mà không cần phải có con, thông qua việc là kết đôi lứa với một người nào đó. Có rất nhiều người đang bệnh và thương người cùng bệnh, rồi quan hệ của họ một cách bình thường thì chứng bệnh đó nó sẽ gia tăng nhanh hơn, thể trạng sức khỏe ngày càng xuống thì cái chết diễn ra sẽ nhanh chóng hơn. Do đó thay vì thời gian ngắn ngủi thể hiện qua những sự hưởng thụ về giới tính mà vốn đã làm cho mình bó khổ đau rồi,
thì ta nên dành thời gian cho những đời sống tâm linh thì nó có ý nghĩa và nó giúp cho mình vượt qua được nỗi khốn khó. Là các Phật tử và tăng ni thì ta nên hỗ trợ cho các hoạt động này. Trưa hôm nay tại chùa Phổ Quang, quận Tân Bình, các huynh trưởng gia đình Phật tử tham dự chương trình học để hỗ trợ cho các bệnh nhân SIDA, như là một nỗ lực để mở rộng mạng lưới tình thương giúp đỡ cho những người bất hạnh này. Các hoạt động của chúng ta xem ra nó còn quá nhỏ và ít, nó chưa đủ sức để có thể chu cấp các dịch vụ cần thiết cho những người bệnh. Và giờ này mỗi người nên phát nguyện trở thành là phương tiện truyền thông. Tại vì người bị bệnh SIDA cần đến thứ nhất là tình cảm, tình thương, dịch vụ y tế, sự chăm sóc, và quan trọng hơn nữa là điều kiện kinh tế để có thể mua thuốc là kéo dài mạng sống của mình. Do đó với những phương tiện và điều kiện, ta nên giúp đỡ theo cách thức mà mình có thể đóng góp được. Không có tiền thì ta tham gia đóng góp bằng cách là vận động các đoàn thể, các tổ chức nói chung. Và công tác vận động này là hết sức là khó khăn. Giúp đỡ cho một người già là vận động tiền giúp đỡ, từ đó là dễ. Vận động giúp đỡ cho những trẻ em mồ côi bất hạnh là càng dễ hơn nữa. Cho các bệnh nhân tâm thần, bệnh trì độn thì lại càng dễ hơn. Nhưng đối với các bệnh nhân HIV và S, rất nhiều người có thành kiến và ác cảm vì khi nghĩ rằng những người này là những người đang chịu một cái hậu quả của sự ăn chơi. Nhưng trên thực tế không nhất thiết, không phải ai bị dương chứng bệnh này đều là thuộc về cái mô típ như thế. Do đó sự vận động gặp rất nhiều sự khó khăn. Nhiều đoàn thoại từ thiện phi chính phủ đã được thiết lập, và suốt cả thời gian họ tham gia, họ chỉ chăm sóc cho những bệnh nhân này thôi, bỏ công ăn việc làm đi vận động các tổ chức, rồi mời gọi người ta tham gia để cùng đóng góp chung, hết sức là quý báu và đáng trân trọng. Do đó sự tham gia của các Phật tử càng nhiều thì càng tốt. Tại thành phố Hồ Chí Minh thì ta mới có khoảng 4 điểm tư vấn thôi. Thầy An Đạt là người dấn thân vào lĩnh vực này trong vòng vài năm qua. Cho chúng tôi biết cách đây vài hôm thì tại chùa Phổ Quang cũng có một cái phòng tư vấn, mà mỗi một tháng như vậy chỉ đón nhận được khoảng chừng 14 cho đến 16 ca là nhiều. Trong khi đó số lượng bệnh nhân HIV và S tại thành phố Hồ Chí Minh nó gia tăng khá đáng kể. Như vậy là trong số những người bị dương vật chứng bệnh đó, hầu như là 60-70% không sẵn lòng chấp nhận các dịch vụ tư vấn và những hỗ trợ về y tế vì mặc cảm và sợ đó. Do đó truyền thông cần mở rộng nhiều chừng nào sẽ giúp ích cho họ mạnh dạn đến với chúng ta để chúng ta có được cơ hội phục vụ họ chừng đó. Tại các trường Phật học đó thì tăng và ni sẽ là những người sau này tham gia các công tác giảng dạy ở các giảng đường hay là các trường sơ cấp Phật học, trung cấp Phật học nói chung. Thì ý thức và những kiến thức được trang bị về việc tư vấn và hỗ trợ cho bệnh nhân HIV/AIDS rất cần thiết. Trong những buổi giảng, trong những chương trình sinh hoạt nói chung, ta nên hỗ trợ và giúp cho mọi người thay thế chúng ta làm công tác đó. Như chúng tôi đã đề cập nhiều lần tại giảng đường này, các nhà sư Thái Lan đã rất mạnh bạo, rất là mạnh dạn trong việc truyền thông. Nhiều nhà sư đã sử dụng cái bát chứa đựng thực phẩm của mình đi vận động quần chúng ủng hộ, giúp đỡ cho các nạn nhân HIV/AIDS. Tất cả các lương thực được cúng dâng ở trong bát thì đều được phân chia cho các bệnh nhân. Rồi bên cạnh đó đó thì một số nhà sư còn mạnh dạn sử dụng các bao cao su như là một phương tiện an toàn trong sự hưởng thụ giới tính, đi vào trong các làng xã, các góc cách trong xã hội để tặng biếu cho những người tại gia. Dĩ nhiên là lúc đầu nó gặp một cái làn sóng phản ứng rất là mạnh,
cho rằng là các nhà sư này làm chuyện rùi bu hay là chuyện nó không đáng đâu vào đâu. Nhưng nó có ý nghĩa rất là lớn, bởi vì nhiều nơi thôn quê hẻo lánh của bây giờ còn không biết HIV là cái gì, rồi phương tiện gì, cách thức nào căn bệnh nó được truyền nhiễm. Có nhiều người còn sợ là nó lây qua việc là tiếp xúc tay chân, ăn cơm chung mâm, ngồi chung bàn, vân vân. Những kiến thức rất căn bản người ta còn không biết. Cho nên bên cạnh việc và phân phối các bao cao su thì các nhà sư còn là những người tặng biếu các cái tờ bướm để giới thiệu về cái cách ngăn chặn một cách có cam kết nói chung. Chứ tôi cho rằng là những hành động như thế nó mang cái tâm lượng của Bồ Tát rất là lớn. Còn các nhà sư Nhật Bản thì chơi trực căng hơn nữa. Vào trong những quán bar, những nơi mà ăn chơi thâu đêm suốt sáng, đăng ký những cái giờ, bình thường cũng ngồi uống trà, đến giờ lên đó thì các nhà sư đó niệm, có người theo Nhật Liên Tông thì niệm là Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa, còn những người theo Tịnh Độ Tông thì Nam Mô A Di Đà Phật, rồi phát tặng cho họ những cái cách thức hướng dẫn sống đời sống nội tâm như thế nào, rồi ca những bài ca đạo, rồi những bài ca liên hệ đến danh hiệu Phật nói chung. Đón nhận được những chàng vỗ tay rất là nồng nhiệt của cái giới ăn chơi để nhằm giúp cho người ta ý thức trách nhiệm, làm sao không để cho bản thân mình trở thành nạn nhân của cách sống mà thiếu cẩn trọng hay là thiếu ý thức của bản thân mình. Tại Việt Nam thì vẫn chưa có cái thói quen này. Cách đây khoảng chừng 4 năm khi phái đoàn của Phật giáo Nhật Bản đến thăm viếng Việt Nam, thì Hòa Thượng trưởng đoàn đã yêu cầu người hướng dẫn dẫn Hòa Thượng đến cái khu ăn chơi nổi tiếng nhất của Sài Gòn. Nhiều người ngạc nhiên lắm, hỏi lý do là sao Hòa Thượng muốn đến. Thì hai thầy thông dịch viên không được trả lời, cho nên sợ không dám đi. Và có thầy phải đề nghị, thôi bây giờ đi vào cái chỗ ăn chơi đó, chắc mình phải mặc đồ tây gì đó, chứ mặc đồ tu thế này người ta phải bình lắm. Thế rồi liều cũng đi. Khi đến đó thì Hòa Thượng chỉ làm một công việc duy nhất thôi, là móc trong túi ra hình ảnh Phật, để cái câu Phật ngôn vào: hãy sống một cách có ý nghĩa cho mình và cho người, và tặng phát cho mỗi người đính kèm theo cái tiền lì xì nho nhỏ. Đó là những ý tưởng mà chúng ta thấy là nỗ lực giúp đỡ cho đời mà, với một cái ý thức làm sao để bảo hộ cho chính bản thân mình. Như vậy là các phương tiện truyền thông giúp cho người khác tự cứu lấy chính mình đó, rất cần. Mỗi người có thể làm theo một cách thức, miễn là có giá trị cho sự phục vụ là được. Ngày nay tại Việt Nam, môn học giáo dục giới tính đã được đưa vào các trường lớp tiểu học. Quan điểm về cái mức độ cần thiết ở trong lứa tuổi này tạo ra một làn sóng tranh luận rất là gay gắt. Có người nói là làm như thế là hỗ trợ và xúi dục cho giới trẻ đó có được cái phương tiện đi vào đời sống ăn chơi ở cái tuổi quá còn non trẻ. Chứ nói nếu ta không chu cấp những cái phương tiện chân chính để tự bảo hộ thì chúng cũng có thể bị rì sỏ ở chỗ này hay chỗ kia, và do đó trở thành nạn nhân của cơn bệnh này là điều khó có thể tránh được khỏi. Ở đây chúng ta không bận tâm một vấn đề tranh luận đúng và sai, nên hay không nên. Nhưng nếu cái môn giáo dục giới tính chỉ được hiểu là để tạo ra sự an toàn trong việc không bị lây nhiễm những chứng bệnh nguy hiểm bao gồm HIV/AIDS mà thôi đó, thì chúng tôi cho rằng cái phương tiện giáo dục như thế nó có nhiều cái tác hại hơn là lợi ích của nó. Do đó ta phải giảng dạy về đạo đức tính dục, mà đạo lý nhà Phật gọi là sự chung thủy một vợ một chồng. Rồi ta cũng cần phải hướng dẫn cho người ta có trách nhiệm về đời sống trong mối quan hệ tính dục, để tự cứu lấy mình và cứu lấy tha nhân. Ta cũng nên phân tích thêm về những cái hậu quả của sự hưởng thụ tính dục một cách là quá mức, và những cái hạn chế cần thiết trong những cái ngày mà ý nghĩa của đời sống tâm linh cần phải có đó, để tăng cường và tạo giá trị cho đời sống của người tại gia ở mức độ cao hơn. Nếu bỏ qua những yếu tố này thì chúng tôi e rằng đó là cái giá trị của môn học đó không lớn lắm. Năm 2002 đó, thì tại Punjab, một bang mà đại đa số người chúng đi theo đạo Sikh,
thì có một tổ chức phi chính phủ thành lập một cái đài truyền hình, mà khoảng từ 10 giờ trở đi đó thì hướng dẫn giáo dục về giới tính để mong góp phần làm cho xã hội được tốt hơn, các gia đình được hạnh phúc hơn vì nhiều lý do khác nhau. Thì lúc đó báo chí tại Ấn Độ phê phán rất là nhiều, vì người Ấn Độ xem rằng là việc mà hưởng thụ giới tính là chuyện phòng the, chứ không nên là chuyện ở giữa công chúng, nhất là đưa lên ở trên phương tiện truyền thông. Thì tại đây thì các cái TV của họ đó nó đều có cái hệ thống an toàn là con cái đó sẽ không được xem, bằng cách là khi cha mẹ đi vắng sẽ cài một cái lệnh gì đó, thì dầu có mở cũng không xem được. Rồi thứ hai đó là nó chỉ được trình chiếu vào khoảng từ 10 giờ đến 12 giờ mà thôi. Bây giờ đó phần lớn các trẻ em đã đi ngủ rồi và cha mẹ cũng đã có ở nhà, cho nên có thể giám sát và theo dõi để có thể tạo ra sự an toàn ở mức độ tương đối đối với con em. Khi phỏng vấn thì người chủ trương của đài truyền hình này cho rằng là cái nạn dịch HIV/AIDS đã lan truyền khắp nơi trên thế giới. Đất nước Ấn Độ là một nước rất là nghèo khó, tình trạng lạc hậu và mù chữ đó hầu như là chiếm đại đa số. Do đó không có những phương tiện truyền thông thì số lượng người bị nhiễm sẽ gia tăng ngày càng nhiều hơn. Tại Ấn Độ, nhất là ở khu vực Old Delhi, khu Delhi cũ, thì có một con đường tên là Gautam Buddha, đó là đường mang tên Đức Phật. Nhưng điều rất là biếm nhẽ và khổ đau cho những người Phật tử, con đường này là con đường lầu xanh. Và khoảng từ 5 giờ chiều cho đến 3-4 giờ sáng đó, thì hoạt động lầu xanh ở đây đã được diễn ra một cách rất là công khai, vì luật pháp Ấn Độ cho phép các hoạt động đó bằng luật. Và đến ngày 1 tháng 12 đó, mỗi năm đó, thì các phụ nữ làm nghề này đi xuống đường đòi những cái quyền lợi và yêu cầu luật thay đổi cái từ sử dụng cho họ hết sức là trung tính là sex worker, tức là những các công nhân về tình dục, chứ không xem là những người đĩ điếm như những cái từ pháp luật đối xử mà việc đánh giá nó có vẻ cho rằng là hoạt động đó làm giảm nhân phẩm của con người. Và kết quả là sau nhiều năm đấu tranh đó, thì luật về điều này đã được thay đổi, cho nên ta đã dùng một cái từ là công nhân giới tính, là công nhân tính dục mà thôi. Kể từ khi những điều đó được thay đổi thì thống kê ở tại Ấn Độ cho biết đó là cái tình trạng bị lây nhiễm về HIV được gia tăng. Khi người ta nghĩ rằng là cái việc mà hưởng thụ nó trước hôn nhân hay là ngoài cái đời sống gia đình của mình đó là một điều mà được luật pháp cho phép, với điều kiện là có được sự an toàn, và những người làm công việc chu cấp các dịch vụ đó đó được xem là một cái nghề giống như bao nhiêu cái nghề khác đó, thì cái nạn lây nhiễm do thiếu kiến thức sẽ là một cái nỗi đe dọa đời sống của quần chúng. Do đó phải hết sức là thận trọng. Giáo dục giới tính phải được đính kèm theo đạo đức của tính dục, thì ta mới giúp cho các gia đình được bình an. Bằng không đó, cái hại nó sẽ nhiều hơn là các cái lợi ích mà ta có thể đạt được. Điều cuối cùng là vào ngày mai, rất kính mong quý vị dành một cái khoản tiền nho nhỏ với tất cả tấm lòng của mình, vận động những thành viên ở trong nhà cũng làm công việc đó để tặng biếu cho các tổ chức phi chính phủ là của cá nhân, giúp đỡ cho các bệnh nhân HIV và AIDS ở giai đoạn cuối. Nếu nước Việt Nam vào ngày 1 tới tháng 12 hay là trên toàn thế giới đó đều cùng nỗ lực làm việc đó như là bỏ heo công đức, thì chúng tôi tin chắc rằng là những người đang bị lâm vào chứng bệnh này sẽ có một cái niềm khích lệ rất là có ý nghĩa để làm cho niềm hạnh phúc của họ được dâng trào, sẽ góp phần kéo dài thêm tuổi thọ và mạng sống của những người đó. Tuy nhiên việc này rất là khó khăn, vì một năm đó những cái ngày lễ mang tính kết quốc tế rất là nhiều,
và căn bệnh này vẫn chưa được quan niệm một cách nghiêm túc và không có phân biệt đối xử đó. Cho nên việc hưởng ứng để giúp đỡ không phải là đơn giản, nhưng nếu chúng ta cùng nỗ lực làm để vận động thì ta có thể làm được điều đó ở trong một tương lai gần. Bây giờ chúng tôi xin dành một vài thời gian ngắn để trả lời những câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên liên hệ đến đề tài chúng tôi vừa nêu mà tại chùa Phổ Quang vào chiều hôm nay đó chưa có đủ thời gian để trả lời. Câu hỏi như sau: ngày 1 tây tháng 12 là ngày toàn cầu thực hiện cam kết ngăn chặn SIDA, căn bệnh diệt chủng của thế kỷ 20. Nhiều người vợ và những đứa con thơ đã phải lãnh lấy hậu quả trực tiếp từ lối sống hoặc buông thả hoặc bất cẩn của chồng hoặc là cha của họ. Thân phận của họ sẽ bị vùi chôn trong cõi chết. Nghiệp gì hoặc ai sẽ chịu trách nhiệm gây ra thân phận bất hạnh này? Câu hỏi này được đặt ra là vì chủ đề khóa tu tại chùa Phổ Quang hôm nay là thân phận con người, vốn có thể gây ra rất nhiều sự hiểu lầm. Nói đến thân phận người ta thường nghĩ đến số phận, nói đến số phận người ta nghĩ đến sự an bài. Mà khi hiểu cuộc sống con người là một sự an bài thì rất nhiều người đã phải đầu hàng, không muốn thay đổi cuộc sống vì nghĩ rằng việc làm thay đổi đó là vô ích. Trong khi đó theo đạo Phật á, thân phận được hiểu bao gồm những nhân phẩm, những đức tính tốt, những giá trị hay, những nghề nghiệp chân chính mà con người có thể đóng góp cho chính mình và cho xã hội nói chung. Cho nên không nên hiểu nó là một định mệnh, là số phận. Trong tự thân của câu hỏi đã đính kèm sự trả lời rồi, vì câu hỏi đặt ra là những người cha gọi là sống buông thả hay là bất cẩn đã nói đến hai cái nguyên nhân dẫn đến việc truyền nhiễm chứng bệnh cho vợ và con của mình. Như vậy thì người cha bất cẩn hay là người cha buông thả đó phải chịu trách nhiệm trực tiếp thôi. Còn nghiệp gì đó, nó tùy theo tình huống. Nếu là sự bất cẩn thì nghiệp đó là nghiệp bất cẩn. Nghiệp bất cẩn đó có thể là do thiếu kiến thức hoặc là đánh giá quá thấp về cái sự lây nhiễm của cơn bệnh này, cho nên ta đã sử dụng chung kim chích đối với những người hút xì ke hay là truyền máu cho nhau mà mình lại không có đủ phương tiện đó, rồi tiết kiệm xài chung một ống chích. Cái người trước bị nhiễm dẫn đến tình trạng lây nhiễm cho người sử dụng sao đó. Do đó ta phải nâng cao trình độ kiến thức căn bản này để hạn chế một cách tối đa sự lây nhiễm dẫn đến cái chết hết sức là lãng xẹt và vô ý nghĩa. Còn đối với đời sống buông thả thì dù sao thì đó cũng là chuyện đã rồi rồi. Ta đã truyền cho vợ và vợ truyền cho đứa con thì vợ và con trở thành cùng chết với ta rồi. Thì lúc đó có quy trách nhiệm, có quyền rủa, có chửi bới, nó cũng không giải quyết được chuyện gì. Do đó ta cùng chịu trách nhiệm như là một cộng nghiệp. Cộng nghiệp nó bao gồm là tác nhân trực tiếp và ảnh hưởng xung quanh. Tác nhân ở đây là của cái người sống bất cẩn hay là buông thả. Còn cái ảnh hưởng xung quanh á là vợ và những đứa con phải chịu vả lây. Thay vì giờ mà buồn hận người chồng người cha của mình thì ta hãy tha thứ cho người đó, cả gia đình cùng sống chung giác HIV và S để cùng vượt qua, để cùng sống có ý nghĩa trong giai đoạn cuối của cuộc đời. Có một số người hiểu sai nhân quả, lý giải rằng ở trong giai đoạn bị nhiễm đó thì hãy tự an ủi mình, có lẽ là một đời kiếp nào đó bị vướng nợ hay là thiếu nợ người A, người B, người C, bây giờ làm chồng hoặc là làm vợ của mình, ở kiếp này phải trả lại. Cái là những kiếp trước mình đã từng giết người nào đó bằng chứng bệnh truyền nhiễm, thì kết quả là trong đời này ta phải trả bằng cái hậu quả mình sống đàng hoàng đứng đắn mà vẫn bị chết lãng xẹt và chết ngang. Các lý giải như thế nó chỉ tạo ra cái chất an ủi thôi, chứ nó không giải quyết được vấn đề. Còn vấn đề chính yếu ở chỗ là đừng có truy nguyên, mà hãy sống một cách bình thản như là mình không có bệnh vậy.
Mọi lý giải về nguyên nhân nó không đi đến đâu như chúng tôi đã trình bày trong phần đầu của bài giảng. Do đó đổ lỗi cho nghiệp quá khứ là một sai lầm. Thay vì đổ lỗi thì ta hãy nỗ lực sống ở hiện tại một cách có nghĩa hơn, thì ta sẽ vượt qua được cái cơn đau và sự khốn khó trong giai đoạn này. Một câu hỏi khác: theo quan niệm của giới trẻ ngày nay, sống là phải sống trọn vẹn và hiến dâng tất cả cho người mình yêu, cho đi không cần nhận lại, và thậm chí là có thể sẵn sàng trao luôn cái ngàn vàng của mình cho người thương. Quan niệm này theo Phật giáo có làm băng hoại giá trị đạo đức của Á Đông mà hậu quả của nó có thể là không lường trước được? Bản chất của câu hỏi trên thực tế như là một lời nhận xét. Dĩ nhiên là người nêu ra câu hỏi này cũng đã thấy rất rõ rằng là có một bộ phận trong giới trẻ ngày nay, không chỉ riêng ở Việt Nam mà nhiều nơi trên thế giới, do vì ảnh hưởng của các phương tiện truyền thông Internet và sự tự do trong việc hưởng thụ những thứ này bởi luật pháp bảo hộ, đã sống sống thử hay là ăn cơm trước kẽn. Tình trạng sống thử đó nó thể hiện trước nhất là cái sự thiếu niềm tin về người mình sẽ chọn làm vợ hoặc là làm chồng trong tương lai. Cho nên thử 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, 2 năm, 3 năm, nếu thấy là cá tính và nhân phẩm của hai người khác nhau quá nhiều, không có thể đi tới trong tương lai được hạnh phúc, thì lúc đó vẫy tay chào nhau, quề dừ, không sao hết. Người ta lại không biết rằng là hậu quả của những cái lối sống thử như trên á sẽ làm cho lúc chúng ta sống thì chúng ta không có hạnh phúc gì hết á. Vì vậy sống thử nó sẽ được hướng về cái phương diện hưởng thụ tình dục là nhiều. Còn các yếu tố về tình yêu, tính trách nhiệm, đạo đức trong tình dục, là mối quan hệ trong gia đình, trở thành vợ và chồng, rồi giữa cha mẹ và con cái khi ta có con, nó sẽ không còn được quan niệm là mối quan tâm hàng đầu. Đó là chưa nói đến cái tâm lý và thói quen so sánh của chúng ta. Ví dụ như mình đã từng sống thử với người A, người B nào đó, sau này mình thấy không hợp, chia tay, rồi về sống với cái người chồng và vợ thiệt của mình bằng hôn thú đàng hoàng, thì ta vẫn còn có thói quen để mà là nhìn nhận đánh giá coi người nào cung cấp cho mình được hạnh phúc nhiều, người nào không có mình hạnh phúc nhiều. Cho nên đang sống với người A nhưng mà tâm cứ mơ tưởng liếm tiếp vào người B, kết quả là thiêu đốt hạnh phúc ở hiện tại. Do đó cái nhu cầu và tính thời gian tìm hiểu vẫn tốt, mà trước đây ông bà tổ tiên chúng ta vẫn dạy điều đó là cái quý trọng. Quý trọng như thế không phải là quý trọng cho mình, mà quý trọng cho người bình thường đó. Trao tặng một cách dễ dãi thì người ta sẽ không xem đó là có giá trị nữa. Còn nếu ta thấy là hai người không thể sống thiếu nhau, cá tính phù hợp, đạo đức ngang bằng, khuynh hướng tâm lý, rồi đời sống, nhận thức, cũng như là các quan niệm tôn giáo là ăn khớp với nhau, thì hãy tiến hành hôn nhân. Là nếu cha mẹ hay là bên họ tộc chưa đồng ý thì ta cùng nỗ lực để thuyết phục, để dẫn đến sự chấp nhận hôn nhân của chúng ta, hơn là chỉ sống thử một cách lén lút. Khái niệm ăn cơm trước kẽn thường nó mô tả là sự ăn lén. Ví dụ kẽn quy định là có giờ, 6 giờ quy định, keng 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 là học sinh phải vào trường, hay là các công ty hay là xí nghiệp, quân đội, tiếng hiệu lệnh của trống, của kẽn cho chúng ta biết là cái giờ đó là bắt đầu, giờ đó là kết thúc, giờ đó là giải lao, giờ đó là làm việc lại. Mà ăn cơm trước như vậy có nghĩa là ta ăn gian, thay vì đúng cái giờ đó ta mới được nghỉ, nhưng mà mới 3 giờ chiều là ta đi về, như vậy là ăn gian của công ty đó hết 1 tiếng rưỡi. Thì ăn cơm trước kẽn cũng như thế, nó mô tả tình trạng thay vì phải nam nữ tối thiểu là 18 trở lên, thì những người ăn cơm trước kẽn có cái khuynh hướng mới 12, 13, thử coi cái đó là như thế nào. Như vậy là trong cái thời gian lẽ ra mình phải đầu tư cho việc học,
rồi hiếu kính gia đình, vâng lời thầy cô, là để hưởng được cái quyền làm thiếu nhi ở mức độ cao nhất, hay là thiếu niên ở mức độ có ý nghĩa, thì rất nhiều người đã tìm kiếm những cái khoái lạc giác quan và xem cái ảo giác hạnh phúc đó là hạnh phúc đích thực, cho nên đánh mất tương lai của mình. Nhiều gia đình đã cho con em của mình phương tiện internet tại nhà, thì sợ không làm như thế nó sẽ buồn, nó bỏ nhà đi, hay là nó sẽ không học, nó lên đến chốn. Nó đưa lý do là có phương tiện đó để nó tham khảo bài vở trên mạng. Vì chúng tôi xin thưa quý vị là học sinh cấp 2 trở xuống sẽ không bao giờ và cũng không nên có nhu cầu tham khảo bài vở trên mạng. Nó muốn học giỏi hay không là phải tiếp thu bài vở tại lớp thôi. Và cần thiết thì ta mua sách vở. Mà bây giờ đó, Bộ Giáo dục chúng ta hiện nay là soạn rất nhiều giáo án hay, rất nhiều tài liệu tham khảo có ý nghĩa. Cần thiết thì ta mời thêm cho con em mình đi học thêm, thì nó đảm bảo được kiến thức rồi. Và ngay cả học sinh lớp 10 và 12 thì cái việc mà tham khảo trên mạng cũng không nhiều lắm đâu. Và có nhiều em đó nhân phương tiện công bố các bài vở trên mạng quá nhiều đó, nó cướp nguyên si, mà thầy cô giáo đâu có đủ thời gian để mà xem biết là bài này là bài copy hay là bài do đó chúng nó làm. Do đó tài liệu trong thư viện và sách vở vẫn là một phương tiện tham khảo cần thiết. Còn đối với các sinh viên đại học thì lúc đó nó cũng đã lớn rồi, tối thiểu cũng là 18 tuổi trở lên, nhận thức cũng đã đứng đắn. Do đó ta nên cho chúng tham khảo internet tại các cái quán internet, các tiệm internet thôi. Vì tại đó luật đã quy định không được xem những trang web dơ. Mà cách đây vài ngày chúng ta thấy là các sinh viên cử nhân và có người chuẩn bị tốt nghiệp cao học lại là những người thiết lập ra trang web dơ. Số lượng người vào trong trang web đó có ngày đã lên đến 150.000. Vì truy ra được thì những người đó đã bị kết án tù đó. Do đó cái tác hại và cái tính tiêu cực của việc sử dụng internet thiếu sự quản lý của người thân sẽ nhiều, rất là nhiều lần so với cái lợi ích mà con em chúng ta có thể đạt được. Mỗi một giờ trên internet từ ngoài tìm chỉ có tốn 3-4 ngàn đồng đó. Còn ta mua hay là bao thuê một cái đường dây internet tại nhà, mỗi tháng mình phải trả tối thiểu là 300-400 ngàn. Như vậy cho đi chơi ở ngoài đó vẫn ít hơn. Ta tiết kiệm được kinh phí tài chính và đảm bảo được cái độ an toàn cho con em của mình nhiều hơn, để tránh đến tình trạng ăn cơm trước tuổi, ăn cơm trước kẻng đó. Một ý nghĩa khác của việc ăn cơm trước kẻng là hưởng thụ tính dục trước hôn nhân, theo cái dạng mà hướng sống thử đó. Và mặc dầu trong các văn bản về luật hay là đời sống đạo đức của đạo Phật không có một cái điều nào nói rõ về điều đó, nhưng ta phải hiểu rằng là để có được hạnh phúc thật đó, thì ta hạn chế, nếu tốt hơn là không nên hưởng thụ cái đó trước khi ta lập gia thất một cách chính thức. Điều này thì hết sức là khó. Xã hội phương Tây ngày nay thì xem cái việc mà ăn cơm trước kẻng, tức là hưởng thụ tình dục trước hôn nhân đó, là một chuyện rất là bình thường. Và rất nhiều cha mẹ xem chuyện đó cũng là bình thường, cho nên không quan tâm việc có bạn bè của con em của mình. Do đó trao tặng cho người mình yêu theo quan niệm là sống phải trọn vẹn hiến dâng tất cả mà không cần có điều kiện là một quan niệm sai lầm. Cái đó không phải là tình yêu, mà cái đó là chạy theo cái sự hưởng thụ rồi lại đánh đồng nó là tình yêu. Còn tình yêu đích thực là hai bên phải biết trân quý của cho nhau, vì nhau, để trong tương lai cả hai cùng được hạnh phúc. Có rất nhiều người lợi dụng tình cảm của người nhẹ dạ và lý luận rằng là nếu cái người mà mình thương không dám trao tặng cái giá ngàn vàng đó thì người đó chưa thật sự là yêu hết mình. Thế là rồi đối diện với cái nỗi sợ hãi, sợ người mình thương bỏ mình, cho nên rất nhiều cô gái thiếu kinh nghiệm, thiếu tư vấn đã phải trao, và kết quả là sau thời gian sống thử hay là ăn cơm trước kẻng, người kia bắt đầu có cảm giác chán chê đi tìm với người khác,
thì nỗi khổ niềm đau bắt đầu làm cho người này nhận diện ra sự sai lầm của mình. Bộ Y tế cho biết là trong số tình trạng phá thai ngày càng gia tăng tại Việt Nam và đứng đầu thế giới hiện nay, thì hầu như là 60% là trẻ em vị thành niên. Cái thông số đó rất là đáng buồn. Và bởi vì không được hướng dẫn một cách chuẩn, cứ đánh đồng sự hưởng thụ đó là tình yêu, kết quả là phải mang cái nỗi đau cho mình và ảnh hưởng đến chuyện học hành. Và nhiều người nếu không khéo có được người tư vấn tốt đó, nó còn trở thành một nỗi ám ảnh cho vài năm, thậm chí là trong đời sống vợ chồng về sau này nữa. Do đó theo Phật giáo thì ta không nên là buông thả như thế, mà phải quý trọng. Ta biết giữ mình thì cái sự trao tặng trong hôn nhân ở trong tương lai nó thật sự là có ý nghĩa, và cái người đón nhận nó cũng cảm thấy là mình có được cái vinh dự, cái được hạnh phúc. Chỉ như nói như thế không có nghĩa là ta đặt nặng là phải giữ được cái này trước cho đến lúc mà hôn nhân diễn ra. Còn ai đã bị đánh mất cái đó là không có ý nghĩa nữa. Làm như thế cũng là tạo ra một sự bất công và phân biệt đối xử với người phụ nữ. Nói tóm lại, đạo Phật không khích lệ sự ăn cơm trước kẽn hay là sống thử, mà dạy chúng ta sống thiệt. Sống thiệt với tư cách là vợ chồng, sống thiệt đôi lúc còn chưa ăn chung gì, huống hồ là sống thử. Ta phải có trách nhiệm trong sự lựa chọn người tốt cho hạnh phúc của bản thân mình. Và sống thử đó phải sống đúng cái giai đoạn, đúng thời điểm, khi mà tuổi tác, tâm lý, kiến thức, nghề nghiệp đã đủ sức đảm bảo cho ta sống một cách được hạnh phúc, thì việc chọn lựa vợ hoặc chồng hãy nên được diễn ra. Còn nếu ta chưa đảm bảo được điều đó thì khoan nên lấy chồng vội. Ngược lại với điều này thì cũng có một số gia đình quá khe khắt, mong cho con em của mình phải lấy vợ hay là lấy chồng. Ngày hôm qua khi có mặt ở Kiên Giang để tham dự chương trình lễ kỷ niệm 5 năm tri ân những tấm lòng vàng, thì một người phụ nữ đã giải bày cái nỗi khổ niềm đau mà cô đang gặp phải, đó là cha mẹ lúc nào cũng nài nỉ buộc cô phải lấy chồng. Không biết cô bao nhiêu tuổi nhưng mà cha mẹ cô cứ nói như thế này: bây giờ không lấy chồng, sau này có tuổi rồi chồng đâu mà lấy. Nhưng ông nhà giàu bị mấy cô thiếu nữ đẹp lấy hết rồi, con sẽ ở giá. Nếu con không có chồng là ai sau này sẽ giúp cho mẹ cho cha ở tuổi già? Cho nên nếu con thật sự là thương mẹ thương cha thì phải lấy chồng. Đứa con này là muốn sống độc thân, cha mẹ hỏi sao muốn sống độc thân thì nó trả lời: con thấy ba má sống có hạnh phúc đâu mà kêu con phải chui vào cái trồng khổ đau đó. Thế cha mẹ giận lên nữa, nói: giờ con chơi mẹ phải không? Rồi con gái này mới nói thêm: con thấy trong họ tộc của mình có cặp vợ chồng nào đã được hạnh phúc đâu, làng xóm của mình cũng khổ đau, tuần nó kẻ lộn hết 6 ngày, rồi lấy đâu hạnh phúc mà bây giờ kêu con phải vô. Cho nên con xin sống được độc thân. Thì cha mẹ không chấp nhận và ép đến độ cô này phải bỏ quê của mình lên Sài Gòn thuê nhà mà sống. Rồi cuối cùng cha mẹ cũng tìm ra, cha mẹ lên rồi ở nư tại nhà, nói: bây giờ nếu mà con không chịu lấy chồng thì cha mẹ nhất quyết là không về. Cô con gái mới nói là: nếu cha mẹ không về thì con nhất quyết sẽ không gặp cha mẹ, con sẽ tự tử mà chết. Căng thẳng vô cùng. Chúng tôi nói bây giờ nếu mà được cô dẫn cha mẹ cô đến chùa đi, chúng tôi sẽ nói chuyện tùy theo tình huống để tư vấn góp ý, chứ còn nói qua điện thoại như thế này nó cũng không đi tới đâu. Và hơn nữa, cái người cha người mẹ ép buộc do vì thương con á đã không có mặt, và cô là đang bị gặp trở ngại và khó khăn trong việc truyền thông với người mẹ người cha, thì làm sao có thể lập lệ cái lời tư vấn được. Cho nên trước nhất phải tự cứu lấy mình bằng cách là không nên hận oán cha mẹ, vì ta phải quan sát cái động cơ của cha mẹ trong tình huống này là thương mình, sợ mình là ở cô đơn vì sau này mất hết hạnh phúc. Còn những người cha người mẹ đôi lúc giải thích là
muốn đứa con gái có chồng sau này có cháu để mà nuôi, hoặc là để được nó lo lắng, chủ yếu để dùng cái tình cảm làm cho mình siêu lòng mà thôi, chứ chẳng có cha mẹ nào muốn làm như thế đâu. Khi mình có cháu, cha mẹ mình đã khổ với con rồi là khổ với những đứa cháu nữa. Rất nhiều người cha người mẹ ở cái tuổi về hưu 60 tuổi hơn, thay vì rảnh rơi để mà lo chuyện tâm linh thì phải bận rộn vào con cháu. Do đó các đứa con đứa cháu chưa chắc giúp cho cha mẹ, mà cha mẹ phải có trách nhiệm với nó thì nhiều. Cho nên đừng vì thế mà mình nghĩ rằng là việc cha mẹ ép mình có chồng á là một sự ích kỷ của thế hệ đi trước. Thì vấn đề còn lại là phải tránh bằng cách nào. Ta cứ nói bằng cách chân thành rằng là bây giờ con là chưa muốn có chồng, không phải là con không muốn lấy chồng, nhưng vì con đang muốn lập nghiệp đến nơi đến chốn, rồi sau đó lấy chồng sau vẫn chưa muộn. Thì cha mẹ cũng có thể thông cảm được, rồi từ từ cái chuyện gì rồi cha mẹ cũng phải chấp nhận mà thôi. Bởi vì cha mẹ đâu có sống với chồng của mình đâu, mà mình là người sống mà. Nếu mà mình không thích thì đâu có được hạnh phúc. Phải tự cứu lấy chính mình trước, rồi phải tạo điều kiện để cho cha mẹ mình được gặp những người tư vấn thích hợp, để tháo gỡ các quan niệm áp đặt phát xuất từ tình thương nhưng thiếu phương pháp, có thể dẫn đến nỗi khổ niềm đau mà hậu quả của nó đôi lúc là khó có thể lường trước được lắm. Nếu sự căng thẳng đó diễn ra hoài đó, nhiều người yếu bóng vía quá thực tử mà chết rồi. Cho nên giữ cái giá trị ngàn vàng nó là một trong những cách thức để ta trao tặng cho nhau một cách có hạnh phúc hơn, quý trọng hơn, có ý nghĩa hơn. Do đó hãy hết sức là thận trọng chăm sóc quan tâm đến đời sống của con em của mình. Nếu thấy chúng có những biểu hiện gọi là mỏi mệt, ngủ hoài, lờ đừ, biếng nhác, lười biếng, trốn học, mặt mày xanh xao thì ta biết là nó có những vấn đề đó. Trong nhà nếu có phương tiện internet thì phải cắt liền ngay lập tức để hướng dẫn chúng về cái trách nhiệm học và hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn. Còn tưởng là đó là những cái bệnh về vật lý mà không chịu đi khám, đơn thuần rồi cứ bỏ qua, thì dần dà để lúng lúc sâu trong việc hưởng thụ rồi thì ta khó có thể kéo chúng về với cái thực tại mà chúng cần phải đầu tư cho tương lai của mình. Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ